Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay trên bản mình đã có một cuộc phát động đi làm đường. Đấy chính là làm cái đường lưu thông từ trên bản mình sang bản khác. Cho nên là hôm nay rất là may mắn là chúng ta lên đây làm đường và quá mệt mỏi cho nên là chúng ta đến nghỉ ở đây. Nhưng mà phát hiện ra một cái tổ ong ruồi các bác ạ. Ở đây này. Tổ ong ruồi này như là mới về làm ở đây thôi. Ngay cạnh con đường này nhưng mà không ai nhìn thấy. Không ai phát hiện ra là các bác ạ. Anh nhầm. Chúng tôi lên đây để sửa lại con đường cũ mà thuộc địa phận của bản ấy. Cho nên là hôm nay là cuộc vận động rất là may mắn là gặp phải một tổ ong ruồi các bác ạ. Đây là ong ruồi, đây là ong ruồi lớn nhá, ong ruồi to nhá, không phải là ong ruồi nhỏ đâu. Nhưng mà như nó mới về đây xây tổ sao các bác ạ. Nó lông đó tôi đây.